Có thể bạn chưa biết, ở đâu đó trên quả địa cầu kia có một nơi rất khác nhưng lại rất giống Việt Nam. Nơi họ nói tiếng Việt. Tên gì? Tên Linh Đồ. Cảm ơn. Họ có văn hóa Việt. 1, 2, 3, 4. Họ yêu mến lá cờ đỏ sao vàng. Chào mừng bạn đến với Lombago, Angola. Và gặp gỡ với Quang Linh Vlog, người mang văn hóa và tinh thần Việt Nam đến châu Phi. Hiện tại là tôi đang sống ở Angola. Tôi đã sang đây là được 4 năm rồi. Tại đây thì tôi cũng gặp được rất là nhiều người bản châu Phi. Rồi chúng tôi cùng nhau làm việc và dựa vào nhau mà sống. Cứ mỗi ngày là anh em cùng người dân bản địa ấy đi làm việc ở xưởng đá thì cũng lấy máy quay, quay chơi chơi như thế và đăng lên YouTube. Kể từ đó, chàng trai Quang Linh ngày nào đã trở thành một YouTuber. YouTuber Quang Linh. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến channel Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube Quang Linh Vlog đã đạt nút vàng và có tới hơn 2 triệu người theo dõi. Người dân bản địa ở đây thiếu rất là nhiều vật chất, họ có một cuộc sống cực là khổ. Nên là mình cũng bỏ một ít tiền mua cái này mua cái kia cho tất cả mấy em nhỏ và cũng như là gia đình khó khăn ở vùng quê xa xôi châu Phi. Người ta không phải khoan giếng mà người ta đào, đào lúc là vẫn có bùn nhá các bạn này. Tự bỏ ra hơn 40 triệu đồng để thuê người về đào giếng khoan lấy nước sạch. Này, ui, nước đã lên rồi, ui, ui. Đó cũng là những giọt nước ngọt đầu tiên mà người dân ở đây được chạm đến. Tôi rất vui vì làng tôi đã có nước sạch để dùng. Tôi cảm ơn các bạn đến từ Việt Nam nhiều lắm. Cứ thế, sự xuất hiện của chàng trai với nụ cười tươi này mang đến thật nhiều những lần đầu tiên cho người dân nơi đây. Lần đầu tiên được ăn hỏi đề chác của Việt Nam. Lần đầu tiên được thưởng thức món ăn Việt Nam. Thì mấy em nhỏ cười vui rất là tươi, nói ríu rít là cảm ơn. Tôi cũng đồng cảm, lấy đó làm niềm tin, sẽ cố gắng hàng ngày có thể giúp nhiều người hơn nữa. Và những nụ cười là thứ chẳng có biên giới nào có thể giới hạn được. Và những trái tim Việt Nam vẫn đang tỏa nắng, góp phần sưởi ấm cuộc sống đầy khó khăn ở châu Phi.